các bạn đã quay trở lại kênh Tên Giải Trí. Và bây giờ là những tin tức mới nhất của Sao Việt trong ngày hôm nay. Mới đây, Ngọc Trinh đã khoe doanh thu kinh doanh 1,6 tỷ đồng trong một ngày, khiến cư dân mạng choáng váng. Ngọc Trinh đã chứng minh là phụ nữ phải đẹp và độc lập về tài chính. Từ bao lâu nay, Ngọc Trinh luôn chứng minh phụ nữ là phải đẹp và độc lập về tài chính. Mới đây, người đẹp đã khoe doanh thu kiếm 1,6 tỷ đồng trong một ngày. Nhắc đến Ngọc Trinh thì người ta thường nhớ đến biệt danh mỹ nhân có số vòng eo 56, nổi tiếng mà rất nhiều người đều ao ước có được. Bên cạnh đó, người đẹp được biết đến với hình ảnh nữ hoàng nội y, gợi cảm, mỹ nhân xài hàng hiệu. Nhưng ít ai biết rằng cô còn là người giỏi trong kinh doanh nhiều lĩnh vực khác nhau. Xinh đẹp và giàu có, người đẹp gốc Trà Vinh còn giỏi kinh doanh. Với doanh thu một ngày, số tiền khá lớn của cô lại khiến nhiều người càng ngưỡng mộ hơn. Ngọc Trinh khoe số tiền kinh doanh thu vào trong một ngày. Mới đây, trang cá nhân Ngọc Trinh đã khoe số tiền hơn 1,6 tỷ đồng của công ty đã thu vào trong một ngày. Được biết, cô là một nữ doanh nhân trẻ đa tài, cô chủ xinh đẹp, có tài kinh doanh và sở hữu nhãn mỹ phẩm riêng. Người đẹp gốc Trà Vinh được đánh giá là nữ đại gia có tài kinh doanh hết sức khiêm tốn. Trước đó, vào năm 2014, ông Bầu Khắc Tiệp đã từng tiết lộ thu nhập mỗi tháng của gà cưng rơi vào khoảng 1 tỷ đồng. Năm 2011, cô bắt đầu kinh doanh lĩnh vực spa, làm đẹp cho giới phụ nữ. Đến năm 2013, Ngọc Trinh mở rộng thêm hoạt động bên shop thời trang, doanh thu đem về khoảng 4-500 triệu đồng mỗi tháng. Sau đó, người đẹp bước thêm kinh doanh mỹ phẩm. Đến hiện tại, mỗi ngày cô đã yêu thích công việc này, thu vào 1,6 tỷ đồng. Chân dài từng gây choáng khi khoe tiền lương thưởng tháng của mình tại công ty. Trên Instagram Story, người đẹp khoe khéo viết: "Sáng nay mát trời, nhận lương thưởng mà tôi cảm thấy sốn sang quá ạ. À. Cả một tháng cày kéo trâu bò thức đêm thức hôm, nay tôi nhận được thành quả thơm như thế này. Cảm ơn cả team vì một tháng 10 rực rỡ, tháng 11 bay bổng hơn nữa nha. Về nhà ăn xôi thịt thôi mọi người ơi." Cuộc sống sang chảnh của Ngọc Trinh. Với mức thu nhập khủng như vậy, không có gì khó hiểu khi Ngọc Trinh sống một cuộc sống vô cùng thoải mái, với nhà triệu đô, xe hợp tiền tỷ, đồ hiệu hay những chuyến du lịch đắt đỏ trên khắp thế giới. Cách đây không lâu, người đẹp đã chuyển về căn biệt thự 50 tỷ có diện tích 639m², xây 4 tầng theo phong cách hiện đại. Không chỉ sở hữu phòng ngủ triệu đô, với giường công chúa, hàng trăm món đồ hiệu đắt tiền, cô còn thêm phần sang chảnh với gian bếp và phòng khách rộng cả 100m². Khu đựng đồ hiệu đắt tiền của Ngọc Trinh. Cô nàng khoe cả tủ giày hiệu khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ. Những món hàng hiệu đính kim cương được Ngọc Trinh đã tậu. Chiếc đồng hồ màu hồng được cho là có phiên bản giới hạn trên thế giới với 200 chiếc có giá 1,3 tỷ đồng. Toàn bộ đồ hiệu của Ngọc Trinh khiến nhiều người mong ước. Ở tuổi 30, Ngọc Trinh khiến nhiều khán giả và người hâm mộ trầm trồ về khối tài sản khủng mà cô đang sở hữu. Nữ hoàng nội y thường xuyên cập nhật những món đồ hàng hiệu mới nhất để mang về nhà. Bên việc quản lý nhiều cửa hàng kinh doanh, chân dài gốc Trà Vinh cũng khá bận rộn với công việc như chụp ảnh, đi sự kiện, quay vlog. Ngọc Trinh khoe doanh thu mỗi ngày hơn 1,6 tỷ đồng. Bạn có bất ngờ với con số này không? Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.